Cô mến chào các em học sinh lớp 5. Bây giờ chúng ta cùng nhau học bài khoa học nhé. Chúng ta học bài ôn tập vật chất và năng lượng. Chúng ta tham gia trò chơi ai nhanh ai đúng. Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau. Câu 1, đồng có tính chất gì? A. Cứng, có tính đàn hồi. B. Trong suốt, không rỉ, cứng nhưng dễ vỡ. C. Màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kéo thành sợi và giắt mỏng, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, không bị rỉ, tuy nhiên có thể bị một số axit ăn mòn. D. Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ giắt mỏng và kéo thành sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Đáp án là câu D. Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ giắt mỏng và kéo thành sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Đó là tính chất của đồng. Câu 2, thủy tinh có tính chất gì? A. Cứng, có tính chất đàn hồi. B. Trong suốt, không rỉ, cứng nhưng dễ vỡ. C. Màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kéo thành sợi và giắt mỏng, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, không bị rỉ, tuy nhiên có thể bị một số axit ăn mòn. D. Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ giắt mỏng và kéo thành sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Đáp án là câu B, trong suốt, không rỉ, cứng nhưng dễ vỡ. Câu 3, nhôm có tính chất gì? A. Cứng, có tính đàn hồi. B. Trong suốt, không rỉ, cứng nhưng dễ vỡ. C. Màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kết thành sợi và giắt mỏng, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, không bị rỉ, tuy nhiên có thể bị một số axit ăn mòn. Câu D. Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ giắt mỏng và kéo thành sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Câu C. Nhôm có tính chất màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kết thành sợi và giắt mỏng, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, không bị rỉ, tuy nhiên có thể bị một số axit ăn mòn. Câu 4. Thép được sử dụng để làm gì? A. Làm đồ điện, dây điện. B. Dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hỏa, máy móc, v.v. Đáp án là B, dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hỏa, máy móc, v.v. Câu 5, sự biến đổi hóa học là gì? A. Sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại. B. Sự biến đổi từ chất này thành chất khác. Đáp án là B, sự biến đổi từ chất này thành chất khác, gọi là sự biến đổi hóa học. Câu 6, hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch? A. Nước đường. B. Nước chanh đã lọc hết tép, chanh và hạt, pha với đường và nước sôi để nguội. C. Nước bột sắn pha sống. Và đáp án là C, nước bột sắn pha sống. Bây giờ chúng ta cùng quan sát chanh và mô tả sự biến đổi hóa học của các chất. Sự biến đổi hóa học của các chất xảy ra trong điều kiện nào, tức là ở nhiệt độ bình thường hay là nhiệt độ cao? Các em cùng quan sát tranh A, B, C, D. Đầu tiên, tranh A. Đây là một thanh sắt và nó đã biến đổi thành một thanh sắt có màu sắc khác. Chúng ta cùng mô tả xem sự biến đổi hóa học của nó cụ thể như thế nào. Thanh sắt để lâu ngày đã hút không khí ẩm nên trên mặt thanh sắt có một lớp rỉ màu nâu. Và sự biến đổi hóa học này xảy ra ở nhiệt độ bình thường. Tiếp theo, tranh B. Đây là đường đựng trong ống. Bên dưới có ngọn lửa đốt. Chúng ta tìm hiểu xem đã xảy ra sự biến đổi hóa học nào. Đó là cho đường vào trong ống nghiệm, đun dưới ngọn lửa. Trên thành ống nghiệm sẽ đọng những giọt nước, còn đường thì biến thành than. Đây các em thấy đường đã biến thành than có màu đen. Còn trên thành ống nghiệm thì có những giọt nước đọng lại. Đây chính là sự biến đổi hóa học và xảy ra ở nhiệt độ cao, tức là có ngọn lửa đốt. Thì đây chính là xảy ra ở nhiệt độ cao. Tiếp theo tranh C. Đây là một chậu nước, chúng ta bỏ bỏ vôi sống vào, tạo thành vôi tôi. Và các em thấy cụ thể hơn nữa, đó là thả vôi sống vào nước, vôi sống biến thành vôi tôi, tức là vôi chín. Các em thấy
có sự tỏa nhiệt xảy ra ở nhiệt độ bình thường. Tiếp theo, tranh dê. Các em quan sát thấy đây là chanh. Và dưới đây là mâm đồng. Chúng ta cùng miêu tả sự biến đổi. Đó là vắt chanh lên mâm đồng, ta thấy xuất hiện lớp rỉ đồng màu xanh và nó xảy ra ở nhiệt độ bình thường. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu những sự biến đổi hóa học xảy ra ở các nhiệt độ khác nhau, nhiệt độ bình thường hoặc là nhiệt độ cao. Bây giờ chúng ta quan sát chanh và trả lời câu hỏi. Các phương tiện máy móc trong các hình dưới đây lấy năng lượng từ đâu để hoạt động? A. Xe đạp. B. Máy bay. C. Thuyền buồm. D. Ô tô. E. Bánh xe nước. G. Tàu hỏa. H. Hệ thống pin mặt trời. Các em hãy lập bảng thống kê các phương tiện máy móc này và các năng lượng mà chúng đã sử dụng. Chúng ta sẽ hoàn thành bảng thống kê này. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu chiếc xe đạp. Nó lấy năng lượng từ đâu để hoạt động? Đó là năng lượng cơ bắp của con người, cụ thể là bắp chân, tay. Để xe đạp di chuyển được thì chúng ta phải dùng năng lượng từ cơ bắp của tay chân con người. Tiếp theo là máy bay. Năng lượng từ đâu để hoạt động đây? Để bay được thì máy bay sử dụng năng lượng chất đốt từ xăng. Thuyền buồm. Để thuyền buồm di chuyển thì gió có một tác động rất lớn. Thuyền buồm đã sử dụng năng lượng từ gió. Xe ô tô sử dụng năng lượng chất đốt từ xăng dầu để hoạt động. Bánh xe nước. Để hoạt động được thì bánh xe nước sử dụng năng lượng nước chảy. Chính năng lượng nước chảy đã làm quay bánh xe nước. Còn tàu hỏa thì sử dụng năng lượng chất đốt từ than đá, dầu để hoạt động. Hệ thống pin mặt trời. Đây là hệ thống pin mặt trời và đã sử dụng năng lượng mặt trời. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bảng thống kê các phương tiện máy móc và các năng lượng mà chúng sử dụng để hoạt động. Bây giờ các em hãy kể một vài biện pháp tiết kiệm điện trong gia đình của mình. Hàng ngày các em sinh hoạt trong gia đình thì các em có những biện pháp nào để mình sử dụng điện tiết kiệm hơn? Các em cùng nhau suy nghĩ nào. Cô gợi ý các em một số biện pháp tiết kiệm điện. Ví dụ như khi các em ra khỏi phòng, các em nhớ tắt tất cả các thiết bị điện vì nó không cần thiết, chúng ta không có sử dụng nữa. Rồi, sử dụng điện hợp lý hơn. Ví dụ khi sử dụng máy lạnh thì ở nhiệt độ nào thì phù hợp với mình không sử dụng nhiệt độ quá mức sẽ rất là hao điện nè. Rồi bóng đèn, sử dụng bóng đèn nhỏ vừa đủ vừa phải để tiết kiệm điện. Rồi lúc 8:30 phút tối ngày 28 tháng 3 năm 2020 cũng đã thực hiện được là giờ trái đất. Vào giờ này thì tất cả nhà nhà đều tắt hết các thiết bị điện để cùng nhau tiết kiệm điện. Đây cũng là một hoạt động rất là có ý nghĩa trong việc tiết kiệm điện đó các em. Các em nhớ tiết kiệm điện. Nhớ thật sự tiết kiệm điện trong sinh hoạt trong gia đình nha các em. Thì vì chính là tiết kiệm điện chính là tiết kiệm tiền đó. Bây giờ các em hãy kể tên các dụng cụ máy móc sử dụng điện, các em ghi ra tập và gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình nhé. Tiết học chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.